Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 8, tại nhà tang lễ câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tỉnh An Giang, đại diện ban giám hiệu trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học An Giang, trường Đại học Nam Cần Thơ cùng gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa giáo sư Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng. Tham dự lễ truy điệu còn có Tổng lãnh sự Nhật Bản, đại diện Viện Lúa Quốc tế, đại diện các sở ngành, viện, trường, học trò cũ và đông đảo sinh viên, người dân. Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Võ Tòng Anh, con trai giáo sư Võ Tòng Xuân đã gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, các địa phương, các trường đại học, các cựu sinh viên, các cô bác nông dân, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế. Ông Võ Tòng Anh cho biết, sau khi bệnh từ cuối năm 2022 cho đến tận những giây phút cuối đời, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm, sự động viên, chia sẻ chân thành, giúp đỡ tận tình của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các y bác sĩ, bạn bè thân hữu, bạn bè, học trò cũ của giáo sư Võ Tòng Xuân. Ông Võ Tòng Anh chia sẻ trước khi ra đi, một trong số ít điều mà giáo sư Võ Tòng Xuân cứ nhắc đi nhắc lại với gia đình là chuyện các cựu sinh viên cùng với ông diệt rầy giúp nông dân. Ông Võ Tòng Anh xúc động nói, nay chắc ba cũng đã cảm nhận được, ba đang ở trong vòng tay không chỉ của tụi con, mà còn rất nhiều cựu sinh viên là các chiến sĩ diệt rầy của ba và vô số nông dân mà sau này họ đã được trồng giống lúa kháng rầy nâu IR36 do ba và bộ môn lúa của ba chọn tạo rồi đó. Chắc chắn ba đang toại nguyện. Ông Võ Tòng Anh cũng gửi lời cảm ơn đến các cựu sinh viên của giáo sư Võ Tòng Xuân. Đặc biệt, ông đã gửi lời cảm ơn đến các anh hai lúa đã sát cánh cùng giáo sư Võ Tòng Xuân xây dựng một rồng luồng kháng rầy nâu ở miền sông nước, cùng với những năm đất nước gặp khó khăn về lương thực năm 1977 đến năm 1979. Ngay sau lễ truy điệu, xe chở linh cữu giáo sư Võ Tòng Xuân đã di chuyển từ nhà tang lễ đi ngang qua trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học Nam Sài Gòn, nơi giáo sư Võ Tòng Xuân từng công tác. Tại các nơi, có rất đông sinh viên ra đứng ven đường, vẫy tay tiễn biệt giáo sư Võ Tòng Xuân. Sau đó, đoàn xe đã di chuyển hướng về tỉnh An Giang, đi ngang qua trường Đại học An Giang, trường Tiểu học Song Ngữ Tinh Hoa, rồi di chuyển về thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tiến hành an táng giáo sư Võ Tòng Xuân. Nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân qua đời. Thông tin từ tiến sĩ luật sư Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch hội đồng trường Đại học Nam Cần Thơ, thì nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng danh dự của trường Đại học Nam Cần Thơ qua đời vào 7 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian dài lâm trọng bệnh. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân là một nhà khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp, một người thầy lớn trong công tác đào tạo lực lượng khoa học cho đất nước trong nhiều thập niên qua và là cha của nhiều giống lúa ngon của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Ông sinh năm 1940 tại Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang. Giáo sư Võ Tòng Xuân từng trải qua nhiều chức vụ quan trọng. Ông là đại biểu Quốc hội liền 3 khóa 2, 3 và 4. Từ năm 1982 đến năm 1997, ông là phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 11 năm 2007, hiệu trưởng trường Đại học An Giang. Từ năm 1996 đến năm 2006, ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam. Từ năm 2010 đến tháng 10 năm 2013, hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo. Từ tháng 10 năm 2013, ông là thành viên hội đồng sáng lập và sau đó là quyền hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ. Hiện nay, giáo sư Võ Tòng Xuân là hiệu trưởng danh dự của trường Đại học Nam Cần Thơ. Trên fanpage chính thức, dù không đề cập đến sự việc, tuy nhiên phía Hoa hậu Ngọc Châu Cát Tích Xanh và Miss Cosmo Việt Nam, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam đã thông tin Hoa hậu Ngọc Châu xin phép tạm dừng mọi hoạt động và tạm hoãn các kế hoạch đã định để dành thời gian ở bên gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Công ty quản lý và Hoa hậu Ngọc Châu sẽ thông báo đến quý đối tác và khán giả những cập nhật về lịch trình sau thời gian này. Một lần nữa xin cảm ơn sự chia sẻ của quý vị. Ngọc Châu và Unimedia chân thành cảm ơn, fanpage viết. Theo đó, nhiều hoa hậu nghệ sĩ đã gửi lời chia sẻ, động viên trước mất mát to lớn của Hoa hậu Ngọc Châu. Ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Unimedia chia sẻ trên trang cá nhân: "Cô Bảy ơi, tụi con thương cô Bảy như người mẹ, người gì trong nhà Hoàng Vũ. Hôm nay cả nhà sẽ về với cô Bảy nhé. Cô Bảy đi bình an nhé cô ơi." Hoa hậu Hania viết: "Thương em quá Châu ơi,
em đang sắp xếp lịch trình về với chị đây, thương bác, thương chị vô cùng, Hoa hậu Xuân Hạnh tiếc thương. Người mẫu Vũ Thu Phương bày tỏ, thương em cố gắng mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn mất mát này em nhé, mọi người luôn bên em. Người mẫu Xuân Lan, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Hương Ly, Nam Cường, Á hậu Hoàng Thùy, Thảo Nhi Lê, Phạm Sĩ Toàn, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, diễn viên Tiến Luật, MC Anh Quân cùng gửi lời chia buồn, động viên Ngọc Châu sớm vượt qua nỗi mất mát. MC Quỳnh Hoa, phó giám đốc nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, đội trưởng đội tình nguyện văn nghệ sĩ thành phố viết, thương em thật nhiều, cố gắng lên nhé Châu ơi, mạnh mẽ lên để chú Toàn lo cho mẹ, ôm em thật chặt. Trước đó Ngọc Châu đồng hành và gắn bó với các hoạt động thiện nguyện của đội tình nguyện viên nghệ sĩ thành phố. Theo thông tin từ phía gia đình, người mẫu diễn viên Đức Tiến qua đời ở tuổi 45 tại Mỹ vào chiều ngày 19 tháng 5 giờ Việt Nam. Được biết, người mẫu diễn viên Đức Tiến qua đời vì nhồi máu cơ tim. Người mẫu diễn viên Đức Tiến sinh năm 1980 tại Đồng Nai. Anh là một trong những nam nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt khi sở hữu vẻ ngoài điển trai. Người mẫu diễn viên Đức Tiến từng là gương mặt nổi trội của thế hệ mẫu nam đời đầu, anh tài trên nhiều sàn diễn thời trang. Lớn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Đức Tiến cũng có nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Vòng xoáy tình yêu, Chuyện tình đảo ngọc, Dốc sương mù, Xin lỗi tình yêu. Giữa lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, năm 2010, người mẫu diễn viên Đức Tiến tạm ngừng công việc nghệ thuật tại Việt Nam, kết hôn và sang nước ngoài định cư. Được biết tại Mỹ, người mẫu diễn viên Đức Tiến có công ty truyền thông riêng và những show dẫn chương trình vào cuối năm. Thời gian gần đây, người mẫu diễn viên Đức Tiến thường trở về Việt Nam hội ngộ và có những hoạt động cùng anh em nghệ sĩ. Sự ra đi đột ngột của người mẫu diễn viên Đức Tiến khiến bạn bè đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng. Trước đó, trên trang cá nhân, người mẫu Đức Tiến đăng tải hình ảnh cách đây một ngày khi anh tham dự đại lễ Phật đản tại Thiền viện Minh Đăng Quang ở Atlanta, Mỹ. Ca sĩ Phương Thanh, Đan Kim và nhiều nghệ sĩ xót xa khi nghe tin dữ về Đức Tiến. Ca sĩ Quang Lê bày tỏ cảm xúc xót xa trên trang cá nhân. Em mới gặp anh 2 ngày trước tại nhà Thúy Nga, nghệ sĩ Thúy Nga, được anh tặng trái mãng cầu mới hái. Nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú chia sẻ trên trang cá nhân, bạn đột ngột ra đi, cuộc đời vô thường quá, thương quá bạn ơi. Trixie Phương Trinh, bạn diễn trong phim Đóa hoa mong manh của Đức Tiến, viết: tại sao ra đi mà không một lời từ giã về bạn? Đau lòng đến nghẹt thở luôn, Đức Tiến ơi. Người mẫu Trương Ngọc Tình đau lòng, viết trên trang cá nhân: anh Đức Tiến ơi, em không tin đây là sự thật đâu. Mới 2 hôm trước, anh em còn chat với nhau. Mong anh an nghỉ, rip. Nhiều khán giả cũng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh. Sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ngôi sao sáng của cải lương miền Nam đã qua đời ở tuổi 66. Chia sẻ với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Võ Minh Lâm cho biết, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã qua đời vào lúc 12 giờ 3 phút trưa ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Trước đó, Đài Họp Báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, nghệ sĩ Bình Tinh, con gái nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chia sẻ với báo chí, sức khỏe của ba nuôi đã tạm ổn và đang đợi thời gian phục hồi để trở lại với sân khấu. Chính vì vậy, sự ra đi của anh khiến khán giả yêu mến cải lương không khỏi bàng hoàng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Nam nghệ sĩ mê và theo học hát khá sớm với thầy Văn Vĩ. Sau đó anh theo đoàn Đồng Ấu Hoa Thế Hệ rồi gánh hát Hoa Anh Đào Kim Trưởng. Cơ may cho anh gặp gỡ với những nghệ sĩ giỏi như Diệu Hiền, Trương Ánh Loan, Ngọc Đáng. Nhận thấy anh có tố chất và đam mê nghề nên những người chị, người thầy này đã tận tình chỉ dạy và dìu dắt Vũ Linh. Tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được tổ chức tại nhà riêng, đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ nhập quan diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 3, động quan lúc 11 giờ ngày 9 tháng 3. Linh cữu nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương. Cụ thể, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi chia sẻ trên trang cá nhân: vĩnh biệt nghệ sĩ Thiên Kim. Sau thời gian bệnh nặng, nghệ sĩ Thiên Kim đã ra đi vào 0 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2 năm 2023 tại Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ thành phố. Hiện tại, ban quản lý đang bàn bạc với gia đình về chương trình lễ tang và sẽ thông báo đến anh chị em đồng nghiệp cùng các khán giả đã từng yêu quý cô. Xin chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Thiên Kim. Vào đầu tháng 1 năm 2023, theo thông tin từ gia đình, sức khỏe của nghệ sĩ Thiên Kim đã trở nên suy yếu vào 2 tháng trước vì bệnh thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp.
Bà được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Quận 8. Mỗi lần nhập viện, bà nằm điều trị khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ đã đề nghị đưa bà về vì hết phương cứu chữa và gia đình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trước đó, bà từng có thời gian nhiễm COVID-19, dù đã phục hồi nhưng sau đó gặp biến chứng, giảm 10kg trong hơn một tháng. Nghệ sĩ Thiên Kim được đưa về chăm sóc tại Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ Quận 8, nơi ở của bà trong 20 năm qua. Bà không thể ăn, con cháu thay phiên đút sữa bằng ống hút. Bà không ngủ ngon giấc mà chỉ chập chờn. Sức khỏe bà sụt giảm quá nhanh, khiến các thành viên trong gia đình đều bất ngờ. Nghệ sĩ Thiên Kim có 5 người con hiện sống ở quê. Các con chia trách nhiệm trong việc chăm sóc mẹ. Chị Mai, con gái lớn túc trực tại Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ thời gian qua để chăm bà. Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1934, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình nghệ sĩ cải lương. Cha của bà là Kép Độc Sáu Đỏ, thầy của cố nghệ sĩ ưu tú Hoàng Giang. Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương đến năm 1955, sau vở diễn Lắp Sông Giang, bà chuyển sang tân nhạc. Nghệ sĩ Thiên Kim nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất với hàng trăm bộ phim, từ chính diện đến phản diện, vai chính lẫn vai phụ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!